không đây đừng có dính từ đó, không cho cái không cho chạy. Không cho chạy lại, không đừng có lấy lực ở bên kia đó gì đó nha. Từ từ chưa, mà tài chuẩn bị chưa? Đó trước này ngoài nha, đừng có giật người nha, giật tay đó đừng có giật người nha. Hào hứng ok chưa? Rồi ok, chúng ta chuẩn bị đếm nha. Chuẩn bị ngồi im nha, tập trung là chuyên môn này, sẵn sàng chưa? Rồi một hai ba. Quá ghê tài ơi. Đừng có đụng chạm vô. Chạy lại lại lại. Chạy. Chạy tay rồi, nó chạy với tay. Đâu bỏ lại vô này, bỏ lại tay ra. Đâu? Không được tới chạy tay. Đâu? Vậy lại lại lại. Nó đẩy đẩy cái tay đừng. Lại lại tay nó chạy với đẩy. Lại lại, nó lại được, lại được. Chưa. Nhưng mà ngồi yên nha, không có được nhúng gì nữa nha. Đứng dậy nhúng hai lần luôn. Đừng có nhúng. Hay đứng dậy nhúng hai lần, nhúng hai lần. Ngồi yên chỗ như tôi nha, không nhúng nha. Vô. Nó chồm lên thấy không? Chồm đâu cái ngồi yên thôi, không nhúng. Đâu đâu, bên đây bên. Đây chỗ đâu? Cái tay này bấm chặt cái tay này. Cùi chỏ này khỏi cho nó chạy. Ngồi yên một chỗ giật cái tay thôi nha, không nhúng như lần như vậy nữa nha. Không được nhúng cái cùi chỏ. Không được chạy cùi chỏ được chưa? Ngồi là ngồi yên. Giật tay lên coi. Giật tay đi. Bên đội áo. Bấm như đây. Nhưng mà nói Hà nè. Không cho tay nhúng nữa nha, không nhúng nữa nha. Cô chở mà chạy mà trên mà quất đi. Không có nhúng nha, không nhúng nhưng nhúng gì? Kèo trên mà kèo tôi muốn kèo húng kèo trên mà sợ gì đúng không? Phải làm đứng nè. Húng nặng ký cao hơn mà kèo trên mà sợ. Ngồi thế nào thì ngồi một thế thôi, đừng có nhúng nữa. Rồi ngồi dưới nha, nữa nhúng nha. Đếm nè. Từ từ. Tặng tay lên gọi. Gì vậy? Tay. 1. Chưa, để đếm ai cũng tại mất sự. Má quên. Tại sao cứ đứng như vậy thế nhúng vậy, ngồi xuống đây quen như tôi nè. Ngồi im đi. Không nhúng nha. Không có trống rắc quấn quen đâu. Đợi đây. Không nhúng nha, đứng một thế giật tay xuống nha. 1. Mà đã bị nhiều hơn nè. 2. 3. Quá dữ. Quá dữ. Đấy. Nhúng vậy lên lên lên. Rậy cho ma luôn, rậy đi chứ. Quá. Con lên. Cô y bài. Nhúng đi nhúng. Nhúng mà nhúng. Giữ cho đội nhà. Ừ, tài lại thuộc nữa trời. Nhưng mà kéo sao? Bỏ lên. Cứ nghĩ sao tay được. Được không? Tài tài sai với cái này đây, tài. Lần nào cũng cái bàn hẹp. Hãy lần nào cũng thuộc hay qua. Chưa. Chưa chưa. Ta nãy đã nói đầu cái này. Cái tài nước lên chiều nãy rộng ha. Lắc đầu cái chiều đẹp nó còn lộng gì nghĩ. Lên lên lên. Nó cao lắm. Hả? Cao lắm. Cao mày xuống tấn. Người ta nhặt còn cao. Không có. Cái này lỡ nó chạy rồi. Không được. Người ta đã vào là không được cái chạy với cái tay. Cái tấn xuống đi chứ đừng chạy rồi. Cái không đi qua luôn. Cái tay nó kéo qua rồi ha. Không. Qua. Cái qua không có trọng. Qua đâu lại. Không có nói nhiều. Bây giờ cái chiều cỡ là chạy tuột đây là không được nha. Quay cái tay kia mình kèm ẩu không à. Giặt cầm rồi lát mới giặt cái kia lại. Cái tay tôi đứng yên một chỗ không? Cái tay tôi đứng yên một chỗ. Bây giờ này, cái trận nó coi như là hòa đi. Bắt đầu tại sao cùng tay chứ đây, cùng tay. Nghĩ chút ha. Tất cả cần nghĩ không? Thả lành luôn. Nhưng mà nói, giật là cậu yêu nó không được nhúng. Trong lại cái nó nhúng gì mãi tôi. Ê, giật tay mà lại đi giật người. Được chứ. Không có được phép.